Bây giờ cho thêm ít thính các bác nhé, thính gạo nhé. Chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ làm món thịt sống nhé. Mình sẽ thái những thịt sống cho nó thành nem nhé. Tỏi này, là chanh này, là sung nhé, ít linh lăng nhé. Rồi mình sẽ chế biến nhé. Thì chúng ta sẽ chế biến xong các bác nhé. Mình sẽ cho thêm ít bột ngọt nữa. Cho một thìa mắm nhá. Gia vị chúng ta ít là chanh nhá các bác nhé. Là chanh. Tỏi nhá. Chúng ta sẽ cho ít bì vào nha. Bây giờ cho thêm ít thính các bác nhé, thính gạo nhé. Xin mời các bác nhé, thưởng thức món thịt sống nhé. Thịt sống Thái Lan nhé. Trước khi ăn mình đã ướp hết gia vị nhé. Mình ăn thì mình sẽ thêm một ít chanh nữa nhé. Mình bắt thêm ít chanh nữa. Mình ăn kèm với lại cái lá linh đăng, lá sung nhé các bác nhé. Mời tất cả các bác nhé. Thịt sống kèm lá sung nha. Wow.
Đó. Tuyệt vời các bạn. Rồi. Cuối cùng mình xin kết thúc video ở đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá.